Bạn này, Việt Anh ơi, cái thước này Địt mẹ phải đi, phải có xác định là mỗi thằng phải kiếm được bát phở. Ê, chả đấy đéo gì cứ no mấy cái cây mọc vớ vẩn. Đấy, tôi đang no 3 bát phở đây. Cáo từ từ để tao cho. Rung rung lại đi. Con này đủ cái bóng thì như cái ăn quả luôn. Rồi. Như đụn rơm. Ừ, như đụn rơm. Rồi. Ui, ngã rồi. Đâu đó đi. Thoát thần men mốt. Thoát thần men mốt nhỉ. Rồi. Vậy thân 10 năm. Ừ, anh thân. Đo đo lại đi. Thân 10 năm như cái hàng vì vừa rồi đánh 3 cây thì nó cũng rơi vào mười mấy rồi. Vừa lại đi mẹ 50 triệu lên xe cháu ơi thì lại ốm đòn. Ờ. Này cũng được. À, bánh cổ này. Ui thế ạ. Mát thế. Cổ 17. Bánh 17. Bóng nó to thế làm gì mà cổ không to. Ui mát thế. Mẹ con này mà nó mà ấy ra là cho ăn yết cái thứ nào nó kéo thân nở ác. Xì sơn rồi, xì sơn rồi. Ác lắm đấy. Thân nó nở ác lắm đấy. Mày xì cho tao sơn vào đi coi. Thôi. Vậy thì hỏi giá đã chứ. Thì mẹ canh được có 150 thì đủ 3 bát phở. Đủ 3 bát phở. À đâu phở bây giờ? Mày gửi cái chủ chứ. Chụp vào. Chụp rồi. Địt mẹ mày như cái ăn quả này. Gửi cho này, gửi cho thủy này. Mày thích gửi cho ai thì gửi. Ai điều tiết ở cái trận đấu này chả được. Đây, cổ Huế đây. Ui, cũng nhiều lắm. Thôi, đi ra đi. Đi, đi, đi. Đây, cổ Huế đây. Dành cho các ông cảnh nào đéo biết cổ Huế mấy quế đỏ nó khác nhau như nào. Tao biết, địt mẹ nhìn cái form hoa bây giờ nó biết. Form hoa nó cụp. Ông quần Sa Bà này kinh điển thật đấy. À, cái tán nó như đống rơm. Bạch Khoa, ôi ôi, ông nào cũng hỏi Bạch Khoa. Đây rồi, đây rồi.